Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com Đây là video thứ 3 trong chuỗi bài giảng của môn FM quản lý tài chính Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về một cái khái niệm siêu quan trọng của môn quản lý tài chính Đó chính là khái niệm về chi phí sử dụng vốn thì cũng giống như cái khái niệm về chiết khấu dòng tiền cái khái niệm về chi phí sử dụng vốn nó sẽ là cái khái niệm cốt lõi và liên quan đến hầu hết các cái nội dung các cái vấn đề trong cái lĩnh vực tài chính nói chung và của môn quản lý tài chính nói riêng chính vì vậy nên chúng ta sẽ cần phải hiểu thật là kỹ về cái khái niệm này Vậy cái câu hỏi đầu tiên đặt ra ở đây đó là chi phí sử dụng vốn là gì? Thì ngay cái tên nó đã nói lên tất cả đúng không ạ? Chi phí sử dụng vốn nó sẽ là cái chi phí mà công ty cần phải bỏ ra để mà huy động và sử dụng vốn. Ví dụ về cái sự kiện xôn xao nhất hiện nay là Tân Hoàng Minh huy động trái phiếu đi ạ, thì trái phiếu về bản chất nó là một cái giấy tờ nhận nợ mà bên phát hành cam kết là sẽ trả lại tiền gốc và tiền lãi cho người sở hữu trái phiếu tại các cái thời điểm nhất định. Chẳng hạn một người mua 100 tỷ trái phiếu Tân Hoàng Minh lãi suất 12% thì nghĩa là người mua sẽ phải trả Tân Hoàng Minh 100 tỷ tại thời điểm mua trái phiếu để được trở thành trái chủ. Còn Tân Hoàng Minh họ sẽ có cái nghĩa vụ là trả cho cái trái chủ này cái phần tiền gốc và một cái khoản tiền là 12% nhân với cả mệnh giá trái phiếu nhân với cả cái thời gian tình lãi đúng không ạ? Thì cái phần tiền lãi mà Tân Hoàng Minh trả cho cái trái chủ này nó chính là cái chi phí sử dụng vốn mà Tân Hoàng Minh phải bỏ ra khi huy động vốn. Không có bữa trưa nào miễn phí đúng không ạ? Anh muốn có quyền sử dụng tiền vốn của người khác thì anh phải trả công cho người ta. Như vậy qua cái ví dụ này ta có thể thấy được cái bản chất hai mặt của chi phí sử dụng vốn từ cái góc độ của công ty huy động vốn thì nó là chi phí mà công ty phải bỏ ra để huy động vốn. Hay nói cách khác nó là chi phí của nguồn vốn mà công ty muốn có, muốn huy động. Còn từ cái góc độ của nhà đầu tư, tức là cái người cho vay vốn hay trong ví dụ của chúng ta thì là trái chủ đấy. Thì cái chi phí sử dụng vốn nó lại là cái tiền lãi, là cái thu nhập mà nhà đầu tư sẽ nhận được bởi vì cho công ty sử dụng vốn của mình. Đúng không ạ? Các bạn nhớ nhé, chi phí sử dụng vốn là mang tính hai mặt từ góc độ của nhà đầu tư và từ góc độ của công ty. Từ góc độ công ty như đã nói thì cái chi phí sử dụng vốn đó là chi phí mà công ty phải bỏ ra khi muốn sử dụng một nguồn vốn. Vậy cái câu hỏi đặt ra tiếp theo ở đây là có những cái loại chi phí sử dụng vốn nào? thì câu trả lời rất là đơn giản. Công ty có thể huy động vốn từ những nguồn nào thì sẽ có từng đó loại nguồn vốn. Bạn nào mà đã học môn um, kế toán tài chính hoặc là môn báo cáo tài chính tức là môn F3 và môn F7 đó thì chắc là sẽ quen thuộc với các khoản mục trên bảng đồ kế toán thì sẽ không còn xa lạ với cái vấn đề là các cái loại nguồn vốn đúng không ạ? Cụ thể dù kể chi tiết lẻ tẻ rất nhiều nhưng tóm lại thì công ty sẽ có thể huy động vốn từ hai cái nguồn thứ nhất là nguồn vốn vay ví dụ như là vay ngân hàng hay là phát hành các chứng chỉ nhận nợ trái phiếu thì với cái vốn huy động từ nguồn vốn vay ta sẽ gọi là chi phí sử dụng vốn vay Chi tiết của cái chi phí sử dụng vốn vay này nó có thể bao gồm là chi phí sử dụng vốn vay của các cái khoản vay không hoàn trả, ví dụ như là trái phiếu vĩnh cửu, hoặc là chi phí sử dụng vốn vay của các cái khoản vay có hoàn trả, ví dụ như vay ngân hàng hay là các cái trái phiếu thông thường. Ta cũng sẽ có cái chi phí sử dụng vốn vay đối với cái các cái loại công cụ nợ có khả năng chuyển đổi. Như kiểu là trái phiếu có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu ấy. Điều như vậy cái nguồn vốn thứ hai mà công ty có thể huy động đó chính là cái nguồn vốn chủ sở hữu thì đây sẽ là các cái khoản vốn huy động từ các cái chủ sở hữu công ty và các cổ đông thông thường thì cái việc huy động có thể dưới các cái hình thức làm phát hành cổ phiếu phổ thông này thông qua các phương thức như là phát hành rộng rãi cho công chúng hay là phát hành quyền mua cổ phiếu ngoài ra thì trong cái phần nguồn vốn chủ sở hữu này còn phải kể đến một cái loại nữa là cái nguồn vốn huy động từ lợi nhuận giữ lại của công ty kiểu như thay vì chi trả cổ tức cho cổ đông thì công ty sẽ giữ lại cái phần lợi nhuận này để làm vốn phục vụ cho động kinh doanh của công ty thì với cái nguồn vốn chủ sở hữu ta sẽ có cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu với các loại chi tiết là chi phí sử dụng vốn cổ phần phổ thông và chi phí sử dụng lợi nhuận giữ lại ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái thuật ngữ nữa đó là chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền viết tắt là WACC lý do là bởi vì để mà tài trợ cho một dự án thì thông thường các công ty sẽ áp dụng nhiều cách để huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau chứ không phải là họ chỉ huy động từ một nguồn duy nhất đâu mà mỗi một cái nguồn vốn thì sẽ có cái chi phí sử dụng vốn riêng do vậy thì sẽ cần phải có cái chỉ tiêu phản ánh mức bình quân chi phí sử dụng vốn của các cái nguồn vốn mà công ty đã huy động thì cái chỉ tiêu đó chính là cái chi phí sử dụng vốn bình quân wacc nói đến chi phí sử dụng vốn thì ta sẽ phải đề cập đến một cái đặc điểm mà mình cho là cốt lõi nhất của chi phí sử dụng vốn đó chính là cái mối quan hệ giữa chi phí sử dụng vốn và rủi ro rủi ro nghĩa là cái khả năng phát sinh kết quả không mong muốn khi mà chúng ta đầu tư đúng không ạ cái đặc điểm này nó sẽ dễ hiểu hơn khi mà ta xuất phát từ góc độ ta là nhà đầu tư là người cho công ty vay vốn đi khi mà quyết định lựa chọn đầu tư tiền vào đâu Thì chúng ta sẽ phải xem xét là cái lợi nhuận Mà cái việc đầu tư này mang lại Và cái rủi ro có thể phát sinh tương ứng đúng không Ví dụ đơn giản như này Bạn có một khoản tiền và đang xem xét đầu tư bất động sản xin lời Một là mua một căn nhà phố 120m trị giá 8 tỷ Một là mua một cái biệt thự đơn lập 200m2 Trị giá 15 tỷ Thì như vậy cái vốn đầu tư vào căn nhà phố của bạn chỉ là 8 tỷ trong khi cái biệt thự đơn lập của bạn là 15 tỷ đúng không? Tức là nếu như mà có rủi ro kẹt hàng không bán lại được, tức là không thanh khoản được thì cái căn nhà phố bạn đầu tư bạn sẽ kẹt 8 tỷ trong khi căn biệt thự đơn lập bạn sẽ kẹt 15 tỷ. Tức là ở đây cái rủi ro tổn thất với cái căn biệt thự sẽ là lớn hơn. Do đó một cái điều hiển nhiên là để mà bạn chấp nhận đầu tư vào căn biệt thự đơn lập với cái rủi ro lớn hơn thì cái lợi nhuận bạn kỳ vọng thu được từ cái việc đầu tư vào căn biệt thự này sẽ phải lớn hơn cái lợi nhuận bạn kỳ vọng khi đầu tư vào căn nhà phố đúng không ạ? Ví dụ nếu như căn nhà phố dự tính lúc bán lại tranh được 1 tỷ thì căn biệt thự bạn phải tranh ít nhất là phải hơn 1 tỷ. Chứ còn nếu như mà căn nhà phố đầu tư thu được 1 tỷ trong khi căn uh, biệt thự Đầu tư 15 tỷ cũng chỉ thu được 1 tỷ thì ta đầu tư vào căn nhà phố Chứ ta tội gì đầu tư vào căn biệt thự đơn lập đúng không ạ? Bởi vì vốn bỏ ra nhiều hơn, rủi ro lớn hơn trong khi cái lợi nhuận thu được cái như nhau Đúng không ạ? Thì để mà tóm tắt lại cái ví dụ này Thì các bạn hãy nhớ rằng là từ góc độ của nhà đầu tư Rủi ro của khoản đầu tư càng lớn thì cái lợi nhuận kỳ vọng càng lớn Còn từ cái góc độ của công ty Thì rủi ro của dự án càng lớn thì cái chi phí sử dụng vốn sẽ càng lớn quay trở lại với các cái nguồn huy động vốn mà chúng ta vừa mới đề cập lúc trước thì chúng ta sẽ có thể xếp hạng các cái nguồn vốn này theo cái mức độ rủi ro và chi phí sử dụng vốn tăng dần như sau đầu tiên sẽ là các cái khoản nợ vay có lãi suất cố định tiếp theo sẽ là đến các cái khoản vay với lãi suất thả nổi tiếp theo nữa sẽ là đến các cái khoản vay không được bảo đảm tiếp theo nữa sẽ là cổ phiếu ưu đãi và cuối cùng là cổ phiếu phổ thông Thứ tự này là theo rủi ro và chi phí sử dụng vốn tăng dần ạ. Với cái thứ tự sắp xếp này thì mình giải thích năm điểm như sau. Thứ nhất, nguồn vốn vay như kiểu trái phiếu giấy tờ nhận nợ thì nó sẽ có rủi ro thấp hơn là nguồn vốn như kiểu là vốn chủ sở hữu như là cổ phiếu. Lý do là bởi vì khi mà công ty bị phá sản thì các cái chủ nợ họ sẽ được ưu tiên thanh toán trước các cổ đông của công ty. Tức là cái rủi ro bị mất trắng tiền của chủ nợ vay thì sẽ thấp hơn là của cổ đông đúng không ạ? Do vậy thì trong cái danh sách này các bạn sẽ thấy là các khoản vay nó sẽ đứng phía trên cổ phiếu. Tiếp theo là các khoản vay được bảo đảm thì rõ ràng là có tài sản bảo đảm nên là sẽ có rủi ro bị mất trắng thấp hơn các cái khoản vay không được bảo đảm do vậy nó cũng sẽ đứng ở phía trên của danh sách đúng không ạ? Tiếp theo nữa là các khoản vay với lãi suất cố định thì sẽ giúp chủ nợ nhận được cái tiền số tiền lãi vay cố định không bị ảnh hưởng bởi cái biến động lãi suất của thị, thị trường. Do vậy thì có thể nói rằng là các khoản vay với lãi suất cố định thì nó sẽ ít rủi ro hơn các cái khoản vay với lãi suất thả nổi. Do vậy thì nó sẽ được xếp bên trên. Tiếp theo đó là cổ phiếu ưu đãi thì thường sẽ có rủi ro cao hơn các cái khoản vay thông thường. Lý do là bởi vì cái cổ tức ưu đãi nó chỉ được trả sau khi mà các cái chủ nợ của công ty đã được thanh toán và khi công ty phá sản thì cái chủ nợ vay họ cũng sẽ được thanh toán trước các cổ đông ưu đãi do vậy là các cái cổ phiếu ưu đãi thì nó sẽ có rủi ro cao hơn là các cái khoản vay nợ thông thường do vậy thì cái cổ, cái cổ phiếu ưu đãi nó sẽ xếp hạng sau đứng phía dưới các cái khoản vay một điểm cuối cùng đó là cái cổ phiếu phổ thông thì nó sẽ có rủi ro lớn hơn các cái cổ phiếu ưu đãi Lý do là bởi vì cái cổ phiếu phổ thông nó chỉ được chi trả cổ tức sau khi các cái chủ nợ vay và cổ tức ưu đãi đều đã được chi trả. Và khi công ty phá trả thì cổ đông phổ thông sẽ là đối tượng được thanh toán cuối cùng. Và bởi vì rủi ro của nó lớn hơn nên nó sẽ xếp sau. Như vậy thì ta thấy rằng là cái nguồn vốn vay có chi phí sử dụng vốn thấp nhất. Đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là vốn cổ phần ưu đãi và cuối cùng sẽ là vốn cổ phần phổ thông. Trong lúc làm bài cùng một tình huống mà bạn nào tính ra là công ty có chi phí sử dụng vốn cổ phiếu phổ thông mà thấp hơn cổ phiếu đãi hoặc là chi phí sử dụng vốn cổ phiếu lại thấp hơn chi phí sử dụng vốn vay thì các bạn cần phải xem lại ngay nhé bởi vì nó không hợp lý ừ, sau khi mà đã hiểu được bản chất và đặc điểm của chi phí sử dụng vốn thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái cách tính chi phí sử dụng vốn nha mỗi một cái loại chi phí sử dụng vốn thì nó sẽ có cách tính chi tiết khác nhau nhưng mà nhìn chung thì chúng ta sẽ có hai cách tiếp cận sau Cách tiếp cận thứ nhất là cách tiếp cận dựa vào cái mối liên hệ, mối quan hệ giữa cái giá trị hiện tại và giá trị tương lai của dòng tiền, của nguồn vốn. Trong cái video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cái việc chiết khấu dòng tiền bằng cách sử dụng cái tỷ số chiết khấu hay là chi phí sử dụng vốn để mà chiết khấu dòng tiền từ tương lai về hiện tại đúng không ạ? Thì bây giờ ta sẽ sử dụng dòng tiền để mà tính ngược ra cái chi phí sử dụng vốn. Cái cách tiếp cận thứ hai là dựa vào cái mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống của thị trường và rủi ro cụ thể đối với từng khoản đầu tư. cái cách tiếp cận này còn được gọi là cái mô hình CAPM. sang đến cái video chủ đề quyết định huy động vốn trong doanh nghiệp thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về cái cách tính cho từng loại nguồn vốn cần huy động. còn trong video này để có thể hình dung ra cái cách xây dựng công thức tính chi phí dự vốn thì chúng ta sẽ chỉ đi xem xét một cái ví dụ về cách tính chi phí sử dụng vốn cho một cái loại nguồn vốn mà thôi. Đó chính là các cái khoản nợ vay không hoàn trả, ví dụ là trái phiếu vĩnh cửu. Thì đầu tiên để mà biết được cái cách tính chi phí sử dụng vốn cho một cái loại nguồn vốn thì chúng ta sẽ cần phải hiểu được bản chất của cái loại nguồn vốn đó, cái công cụ đó chứ không phải là học vài công thức nha. Thì trong tình huống này các cái khoản nợ vay không hoàn trả nó là các khoản nợ vay mà được trả lãi định kỳ nhưng không có ngày đáo hạn tức là không có ngày trả nợ gốc cụ thể thì như mình đã nói ví dụ về cái loại nguồn vốn này sẽ là trái phiếu vĩnh cửu đó nó không có ngày đáo hạn mà định kỳ trái chủ họ sẽ nhận được một cái phần tiền lãi cố định nhưng mà họ sẽ không nhận lại được cái phần tiền gốc đã bỏ ra mà để mua trái phiếu cái loại nguồn vốn này nó còn có một cái tên gọi khác đó là perpetuity thì cái lý do là bởi vì cái số tiền lãi hàng kỳ mà công ty phải trả hay là trái chủ nhận được nó sẽ chính là cái dòng tiền đều vô hạn và do vậy để mà xác định cái chi phí sử dụng vốn của cái loại vốn vay này thì chúng ta có thể sử dụng cái công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn trong cái video trước thì chúng ta biết rằng cái công thức để xác định giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn sẽ là Giá trị hiện tại sẽ bằng C trên R trong đó C là dòng tiền đều vô hạn trong tương lai, còn R là tỷ số chiết khấu của dòng tiền đều vô hạn đúng không ạ? Thì thay các cái thông số liên quan đến cái khoản nợ vay không hoàn trả này vào cho công thức thì ta sẽ có là P0 bằng Y chia cho KD, trong đó Y là tiền lãi đều hàng kỳ trong tương lai. KD là chi phí sử dụng vốn vay hay chính là cái tỷ số chiết khấu của dòng tiền đều vô hạn. Còn P0 sẽ là cái giá trị hiện tại không bao gồm tiền lãi sắp chi trả của cái khoản nợ vay không hoàn trả này. Ở đây chúng ta nhấn mạnh vào cái là không bao gồm tiền lãi sắp chi trả. Thì lý do là bởi vì nếu như mà sắp được chi trả một phần tiền lãi thì nghĩa là cái người mua cái công cụ này họ sẽ được hưởng cái khoản tiền lãi sắp tới đúng không ạ? Và do vậy cái phần tiền lãi này sẽ phải được cộng vào giá thị trường tại cái thời điểm hiện tại của giấy tờ nhận nợ hay là của cái công cụ nợ vay không hoàn trả này. Ví dụ, giá thị trường hiện tại của một cái trái phiếu vĩnh cửu là 120 đô. Vài ngày sau khi chuyển nhượng thì trái chủ sẽ được nhận cái phần tiền lãi là 10 đô thì như vậy. Cái người mua lại trái phiếu này họ sẽ được hưởng cái 10 đô chứ không phải là cái trái chủ hiện tại đúng không ạ? Do đó thì cái trái chủ hiện tại họ sẽ bán trái phiếu này với cái giá là 120 đô cộng 10 đô là 130 đô chứ không phải cái giá 120 đô đâu. Thì cái giá mà chúng ta tính ra ở đây chỉ là cái giá mà chưa bao gồm cái phần tiền lãi sắp chi trả thôi nếu như đề bài mà hỏi chúng ta về cái giá thị trường mà đã bao gồm cái phần tiền lãi sắp chi trả thì ta sẽ phải cộng thêm cái phần tiền lãi nữa nhé thì biến đổi từ cái công thức p0 bằng y chia cho kd ta sẽ ra được cái công thức để tính kd tức là cái chi phí sử dụng vốn vay ở đây sẽ là bằng y chia cho p0 đúng không ạ rất là đơn giản tuy nhiên ở đây có một cái điểm lưu ý rằng là công thức này nó chỉ đúng khi mà chúng ta tính từ cái góc độ là nhà đầu tư tức là người nắm giữ trái phiếu thôi bởi vì nếu như mà xem xét từ góc độ công ty thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc thêm cái ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp. Lý do là bởi vì cái chi phí lãi vay nó sẽ được khấu trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty. Chẳng hạn như cái số tiền uh, chi phí lãi trái phiếu mà công ty phải chi trả là 10 tỷ nhưng bởi vì uh, cái 10 tỷ này nó sẽ được khấu trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không ạ? Nên là công ty sẽ được coi là tiết kiệm được là 10 tỷ nhân về xuất, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ví dụ 30% đi bằng là 3 tỷ. Thì do vậy cái chi phí sử dụng nguồn vốn vay này thực tế sẽ chỉ còn là 10 tỷ trừ đi 3 tỷ bằng 7 tỷ mà thôi. Mục đích chúng ta phải làm như vậy là để đảm bảo cái tính công bằng khi mà chúng ta so sánh cái chi phí sử dụng vốn vay với cả cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu. Bởi vì là cái chi phí của nguồn vốn chủ sở hữu thì nó sẽ không được khấu trừ cho mục đích thuế như vậy. Cụ thể nếu như mà đi xây dựng cái công thức tính chi phí sử dụng vốn vay từ góc độ của công ty thì chúng ta sẽ phải sử, sử dụng cái chi phí lãi vay sau thuế để mà tính bằng cách chúng ta lấy lại y nhân với cả 1 trừ t với t là cái phần trăm thuế suất như vậy cái công thức để tính cái chi phí sử dụng vốn vay từ góc độ công ty sẽ là kd bằng y nhân 1 trừ t mà chia cho p0 đúng không ạ sang cái video về các cái bài tập huy động vốn thì mình sẽ đi sâu hơn còn bây giờ các bạn chỉ cần nhớ rằng là cái chi phí sử dụng vốn vay từ góc độ công ty thì sẽ phải xem xét cái ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp và do vậy khi làm bài cần đọc kỹ để xem là người ta yêu cầu mình tính chi phí sử dụng vốn vay từ góc độ người nắm giữ hay là từ góc độ công ty nếu là chi phí sử dụng vốn vay trước thuế nhé thì đấy sẽ là cái chi phí sử dụng vốn từ góc độ người nắm giữ hay còn gọi là cái tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư còn nếu như mà là chi phí sử dụng vốn vay sau thuế thì đó sẽ là cái chi phí sử dụng vốn vay từ góc độ công ty Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem một cái ví dụ để hiểu rõ hơn về cái công thức tính mà chúng ta vừa mới đi xây dựng. Tình huống đưa ra như sau. Công ty B thì phát hành cái chứng chỉ nhận nợ không hoàn trả có lãi suất 5%, mệnh giá 100 đô trên một chứng chỉ và chuẩn bị đến cái lần trả lãi tiếp theo của chứng chỉ này. Công ty thì có chi phí sử dụng vốn vay là 10%. Đây là cái chi phí sử dụng vốn vay trước thuế nha và cái thuế suất thuế nhập doanh nghiệp là 30% hỏi là cái giá trị thị trường hiện tại của cái chứng chỉ nhận nợ này ừ, như vậy cái tình huống này nó sẽ cho chúng ta biết thông tin về chi phí sử dụng vốn và yêu cầu ta tính ngược lại ra cái giá trị hiện tại của chứng chỉ nhận nợ đúng không ạ công thức tính thì rất đơn giản chúng ta đã biết cách tính rồi cái bẫy ở đây nó sẽ liên quan cái việc là xem xét ảnh hưởng của thuế và cái giá trị thị trường hiện tại của cái công cụ nợ này thì ta có là cái phần tiền lãi đều hàng kỳ sẽ là bằng 100 đô nhân với 5% bằng 5 đô đúng không ạ? Chi phí sử dụng vốn trước thuế là 10%. Thì bởi vì đây là cái chi phí sử dụng vốn vay trước thuế nên ta hiểu là ta phải áp dụng cái công thức dành cho cái người nắm giữ công cụ đúng không ạ? Người nắm giữ giấy tờ nhận nợ. Tức là không xem xét cái ảnh hưởng của thuế. Thì cái công thức để xác định cái giá trị thị trường của cái giấy tờ nhận nợ trong trường hợp này nó sẽ là P0 bằng Y chia cho KD bằng là 5% chia 10% bằng là 50 đô. Ngoài ra bởi vì có cái thông tin rằng là cái chứng chỉ này sắp được nhận lãi nên ta sẽ phải cộng thêm cái giá trị phần tiền lãi sắp chi trả này vào trong giá trị thị trường hiện tại của công cụ. Tức là lấy 50 đô cộng với cả 5 đô sắp chi trả bằng là 55 đô. Thì như vậy cái đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Vậy thôi không có gì là quá khó đúng không ạ? Nói chung là cái khó khăn nó chỉ nằm ở cái việc chúng ta đi phân tích tình huống, xác định các cái thông tin mà đề bài cái bẫy thôi. Còn đâu về công thức tính thì rất là đơn giản Ok Vậy là xong về chi phí sử dụng vốn nhá Hy vọng thì bây giờ các bạn đã hiểu được ba cái điểm sau về chi phí sử dụng vốn Thứ nhất là cái tính hai mặt của chi phí sử dụng vốn Nó vừa là cái chi phí để huy động vốn của công ty Nhưng nó cũng là cái thu nhập kỳ vọng của nhà đầu tư Thứ hai là rủi ro càng cao lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư càng cao Do vậy cái chi phí huy động vốn của công ty sẽ càng cao Và thứ ba đó là có hai cách tiếp cận để tính chi phí sử dụng vốn và do tính hai mặt của chi phí sử dụng vốn nên là khi mà chúng ta tính cái chi phí sử dụng vốn vay ta sẽ cần phải xem là tính từ góc độ của nhà đầu tư hay là của công ty trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu cái cách áp dụng hai cái khái niệm chiết khấu dòng tiền và chi phí sử dụng vốn trong cái việc đưa ra quyết định đầu tư cụ thể chúng ta sẽ chuyển sang cái chủ đề về đánh giá để lựa chọn dự án đầu tư cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha